Thời tiết trong cái mùa đông của chúng ta ấy, thì các mẹ thường xuyên là có cái hành động là phải mang sữa cho con đi di chuyển và rất là lo lắng rằng là sữa có thể không đảm bảo nhiệt độ, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều cách để các mẹ có thể là bảo quản sữa cho con trong mùa đông, ví dụ như là dùng bình giữ nhiệt các thứ đấy ạ. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các mẹ đó là một cái sản phẩm túi giữ nhiệt bình sữa đến từ thương hiệu Baby Moo là của Pháp, rất là nổi tiếng. Và nói thật là nó cũng giá nó cũng tương đối cao một chút ạ. Tuy nhiên thì mình cũng rất là muốn chia sẻ cũng như là mời các mẹ tham khảo sản phẩm này, để nếu các mẹ cảm thấy thực sự là cần thiết thì chúng ta có thể lựa chọn cho em bé của nhà mình nhé. Thì ngay sau đây thì mình sẽ cùng với các mẹ đi tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm. Sản phẩm này đến từ thương hiệu Baby Moo, khá là nổi tiếng rồi ạ. Có thể là một số mẹ đã dùng như là một số sản phẩm của hãng Baby Moo rồi. Trên đây thì nó sẽ có ghi hướng dẫn sử dụng này, cũng như là thành phần, thông số kỹ thuật và nước sản xuất và cái nhà nhập khẩu sản phẩm. Thì các mẹ có hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm rồi ạ. Đó. Khi mà chúng ta mở sản phẩm ra ấy, thì là các mẹ sẽ thấy rằng là nó có một cái túi gel giữ nhiệt. Đây là gọi là túi gel giữ nhiệt nhé các mẹ nhé. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Ở đây thì nhà sản xuất họ đã cho chúng ta một cái tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rất là chi tiết đấy ạ. Rất là chi tiết luôn. Đó. Các mẹ hoàn toàn yên tâm là khi mà nếu mà sử dụng sản phẩm thì sẽ không lo rằng là sẽ không biết cách dùng đâu ạ. Rất là dễ luôn ạ. Hướng dẫn sử dụng này. Đó, để riêng ở đây ạ. Và ở trong này thì chúng ta sẽ thấy là một cái lớp giấy bạc, một lớp bạc ở trong của cái túi này. Nó có tác dụng là giữ nhiệt cho bình sữa và lớp gel. Đó, thì sau đấy thì mình sẽ nói kỹ hơn nhé. Khi mà mình dùng cái sản phẩm này, thật ra bản thân mình là nếu mà mình cũng định là test thử cho các mẹ xem. Tuy nhiên nó cũng khá đắt tiền. Và nó nếu mà dùng thì nó hơi bị phí. Bởi vì lần đầu tiên sau khi chúng ta sử dụng xong thì bắt buộc phải đun sôi lại thì nó mới trở về dạng gel ban đầu được. Đó, thì trước đây khi mà bán sản phẩm tại cửa hàng thì bên mình đã, khách hàng mà sau khi đồng ý mua ấy, thì bên mình đã test thử sản phẩm ngay trước khách hàng rồi, thì thấy như sau ạ. Đầu tiên ấy, thì là sau bước đầu tiên sử dụng là các mẹ sẽ phải bẻ cái đồng xu ở đây, bẻ cong đồng xu. Thì lúc đó cái hiện tượng là lớp gel đấy nó sẽ ấm dần lên và nó đông đặc lại, đông lên và ấm dần lên, đúng không ạ? Thì cái này mình đã làm thử, mình thấy rất là đúng, ok như vậy. Thật ra các mẹ nhớ giúp mình là chúng ta sẽ bẻ chứ không làm bẻ gãy nhá, chỉ cần bẻ cong thôi là cái lớp gel nó sẽ ấm và nóng dần lên, nó sẽ đông bạc lại. Có những trường hợp là bẻ nó chưa kịp ấm hoặc là đông lại thì mẹ sẽ bẻ ngược lại, sẽ bẻ hai lần là sẽ ok. Đó, thì sau khi bẻ xong thì là cái túi gel chúng ta sẽ xoa đều cái túi gel để cho nó ấm và nó đều dàn đều ra cái nhiệt độ, nó đều ra cái túi gel này. Đấy là lần đầu tiên sử dụng. Và có một cái điều lưu ý giúp mình, đó là sau khi sử dụng thì là cái túi gel nó sẽ đạo dạng đông đặc và nó khi mà nó nhiệt độ nó trở về bình thường trung bình là khoảng từ 2 đến 4 tiếng tùy cái điều kiện nhiệt độ. Thì lúc đó các mẹ sẽ phải cho cái túi gel này vào trong một cái nồi nước sôi, đun sôi rồi mới cho vào, sôi khoảng tầm 15-20 phút. Thì lúc đấy thấy cái gel nó tan chảy ra và nó không bị đông đặc nữa, nó loãng hết ra rồi, thì chúng ta lại sẽ để nguội, bỏ sản phẩm ra khỏi nồi và để nguội để dùng cho lần sau. Đó là gọi là tái sử dụng sản phẩm ạ. Có một lưu ý nữa là khi đun thì các mẹ nhớ là cái nồi nước để đun cái sản phẩm này nó sẽ phải nhiều một chút ạ. Không nên để cái sản phẩm túi gel nó chạm đáy, nó sẽ dẫn đến hiện tượng là bị cháy hoặc là bị hỏng sản phẩm. Cái này thật ra hỏng rất là phí, đúng không ạ? Thì nó là cái quan trọng nhất của cái túi giữ nhiệt này. Và khi mình sử dụng sản phẩm này thì mình đã thấy rằng là nó sẽ vừa với tất cả các loại bình. Ví dụ như cái bình bé như Pigeon này thì các mẹ có thể đóng, hoàn toàn đóng được cái cúc này nhé. Đó, có một cái cúc bấm này nó vừa vào đây luôn. Nếu bóc lớp ni lông ra bóng được, đóng được luôn ạ. Đó. Thế còn đối với một số những cái bình nó to hơn thì các mẹ thấy rằng là nó không thể đóng vừa cái nút này. Tuy nhiên chúng ta vẫn cho vừa vào cái bình, cái túi này. Và cái túi vẫn có lớp giữ nhiệt, vẫn đảm bảo cái nhiệt độ như mình vừa nói là tối thiểu là 2-4 tiếng tùy từng nhiệt độ. Vậy là các mẹ hoàn toàn yên tâm khi mà mang bình sữa cho con đi di chuyển trong nhà, hoặc là đi chơi, đi du lịch, đi tiêm đều rất là tiện lợi, phải không ạ? Nó có thể giữ nhiệt cho con được tối thiểu là 2-4 tiếng. Bây giờ mình sẽ cho thử đây cho các mẹ xem nhé. Những cái bình nhỏ ấy, thì là các mẹ sẽ cho vào cái túi gel này và zip lại thì rất là dễ dùng, đúng không ạ? Chỉ việc đút vào dây là xong. Những cái bình mà nó to hơn thì chúng ta sẽ cho gel vào trước, cuốn tròn xung quanh cái bình túi giữ nhiệt này. Đây, đúng hình dung không ạ? Đó, xong rồi cho bình vào. Rất là đơn giản thôi ạ. Cẩn thận thì các mẹ có thể nút cái này vào thì nhiệt độ đỡ thoát ra ngoài. Đóng cúc bấm lại và di chuyển.
Mình thấy rằng một cái sản phẩm như thế này, nó thật ra là nó rất đơn giản thôi đúng không ạ? Tuy nhiên cái công nghệ để giữ ấm cho bình sữa thì nó vô cùng an toàn, lớp gel vô cùng an toàn. Và nó đến từ cái thương hiệu nổi tiếng Baby Moo, nên các mẹ hoàn toàn yên tâm nếu các mẹ muốn, cũng như là muốn sử dụng sản phẩm hoặc tin tưởng sản phẩm. Thì mình tin chắc rằng là với một cái mức giá mà các mẹ đưa ra cho sản phẩm này, nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 500.000 tùy từng thời điểm và tùy từng cái nhà cung cấp sản phẩm ấy ạ. Thì các mẹ hoàn toàn có thể cân nhắc xem là có cần thiết là phải sử dụng sản phẩm hay không. Hoặc nếu những trường hợp mà chúng ta bắt buộc phải di chuyển ấy, thì các mẹ có thể lên lựa chọn sản phẩm này. Đấy là một cái giải pháp cho các mẹ quan tâm. Túi giữ nhiệt bình sữa Baby Moo đến từ Pháp.